Dạ, mình chào quý cô chú chị em trên kênh ha. Hôm nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn của chị Kiều nha. Sẽ có một số hoa giấy rất là nhiều loại muốn giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình ha. Rồi, em chào chị. Xin chào Pháp Thái, chào cô chú và các anh chị. Hôm nay em có một số hoa giấy gửi đến cô chú và các anh chị. Mong cô chú và các anh chị ủng hộ em. Đầu tiên là mã số 1. Là một cặp với anh chị em. Một cặp. Hai màu. Dòng siêu bông. Hoành thân là 12. Cao là 48, tán ngang là 33. Hoành thân là 12. Chiều cao là 44, tán ngang là 34. Mã số 1 này em giao lưu một cặp là 270k. Bao phí ship. Hai màu anh chị em, một bên là Sakura Blaycan cẩm thạch siêu bông, còn bên đây là ghép cẩm thạch tím tuyết. Cẩm thạch tím tuyết Blaycan. Rồi, phân xuống hay không? Mã số 2 cũng là một cặp hai màu luôn. Dòng lá nhỏ siêu bông nha quý anh chị em. Hoành thân là 12. Chiều cao là 44. Tán ngang là 35. Cây này hoành thân là 13. Chiều cao là 44. Tán ngang là 35. Mã số 2 này em cũng giao lưu một cặp là 270k, em bao ship. Rồi vâng xuống. Tiếp tục là mã số 3. Cũng là một cặp. Cây này hoành thân là 12. Chiều cao là 42, tán ngang là 35. Cây này hoành thân là 12. Chiều cao là 43, tán ngang là 30. Mã số 3 này em xin giao lưu một cặp là 250k, bao phí ship. Mã số 4 cũng là một cặp. Cây đang đâm búp rất là sai quý anh chị em. Hình thân là 11. Chiều cao là 41, tán ngang là 34. Hình thân là 11. Chiều cao là 40, tán ngang là 34. Mã số 4 này em giao lưu một cặp cũng 250k, bao phí ship. Mã số 5 hình thân là 12, chiều cao là 43, tán ngang là 30. Cây này hình thân là 13, chiều cao là 44, tán ngang là 37. Mã số 5 này em giao lưu một cặp là 280k, bao phí ship. Mã số 6. Hai cây, một cây này là cẩm thạch tím Huế, còn cây này cẩm thạch tím tuyết và Blaycan. Hai cây ba màu. Hoành thân là 10, chiều cao là 50, tán ngang là 34. Cây này hoành thân là 11, chiều cao là 50, tán ngang là 33. Mã số 6 này em giao lưu một cặp là 260k. Bao phí ship. Mã số 7 cẩm thạch hồng gân. Hình thân là 10, chiều cao là 48, tán ngang là 30. Cây này hình thân 12, chiều cao là 49, tán ngang là 30. Mã số 7 em xin giao lưu một cặp là 280k, bao phí ship. Mã số 8 là cây cẩm thạch lá ngọc cành vàng. Hoành thân là 11, chiều cao là 58, tán ngang là 55. Mã số 8 em xin giao lưu là 270k, bao phí ship. Tiếp theo là mã số 9 tím tuyết siêu bông. Cây này là trắng tuyết và hồng tuyết. Dòng này là siêu bông.
hoành là 10, chiều cao là 44, tán ngang là 43. Này hoành 6, chiều cao là 39, tán ngang là 45. Mã số 9 này em giao lưu một cặp là 250k. Một cặp 3 màu anh chị. Một cặp 3 màu, 250k. Tiếp theo là mã số 10, một cây hồng tuyết và một cây tím tuyết, hoành 7, chiều cao là 44, tán ngang là 45. Hoành 6, chiều cao là 40, tán ngang là 44. Mã số 10 em giao lưu một cặp là 250k, bao phí ship. Mã số 11, cây tím tuyết và một cây hồng gân. Cây này 2 màu, hồng tuyết, hoành thân là 10, chiều cao là 44, tán ngang là 48. Cây này hoành thân là 11, chiều cao là 45, tán ngang là 43. Mã số 11 này em giao lưu một cặp là 260k, bao phí ship. Hai cây 3 màu anh chị. Hai cây 3 màu. Mã số 12, hồng gân và phụng hoàng lửa, mỗi cây đều 2 màu, hoành thân là 14, chiều cao là 46, tán ngang là 38. Cây này hoành thân là 11, chiều cao 49, tán ngang 45. Mã số 12 này em giao lưu một cặp là 270k. Cây này 3 màu quý anh chị. 3 phí ship. Rồi có hồng lửa, lửa, hồng lửa, phụng hoàng lửa, hồng gân. Cặp số 13, hồng gân bông đậm, lên hồng sọc luôn anh chị em. Hoành thân là 15, chiều cao là 47, tán ngang là 40. Cây này hoành thân là 14, chiều cao là 48, tán ngang là 44. Mã số 13 này em giao lưu một cặp là 280k, bao phí ship. Mười bốn lên chưa? 14 kìa. Mã số 14, một cây tím tuyết, cây bên đây là hồng lửa và hồng gân luôn, hai cây là được 3 màu. Hoành thân là 11, chiều cao là 50, tán ngang là 37. Cây này hoành thân là 12, chiều cao là 53, tán ngang là 38. Mã số 14 em giao lưu một cặp là 260k, bao phí ship. Mã số 15, một cây chiều tím lá vàng, cây này 2 màu, có lá ngọc cạnh vàng luôn. Cây này Z Pizza. Hai cây 3 màu anh chị. Hoành thân là 11, chiều cao là 50, tán ngang là 40. Cây này hoành thân 11, chiều cao là 50, tán ngang 44. Mã số 15 em giao lưu một cặp là 270k, bao phí ship. Hai cây là được 3 màu. Tiếp theo là mã số 16, cây này 5 màu, hồng tuyết, trắng tuyết, 3 màu lửa, tím lửa, đỏ lửa và cam lửa. Đủ 5 màu luôn nha cô chú các anh chị. Cái form gom rất là đẹp không chị. Hoành thân là 11, tán ngang, chiều cao là 77, tán ngang là 55. Mã số 16 này em giao lưu một cây này là 350k, bao phí ship.
Cây này nó phun hoang cái là rực rỡ luôn. Mã số 17. Cây này cũng 5 màu luôn. Hai cây này một cặp đó anh chị em, 16, 17 một cặp rất là đồng. Hình thân là 9. Chiều cao là 73. Tán ngang là 50. Mã số 17 này em giao lưu một cây là 350k. Bao phí ship. Mã số 18. Cây này cũng 5 màu. Trắng tiết, hồng tiết, cam lửa, đỏ lửa, tím lửa. Đủ hết 5 màu. Hình thân là 9. Siêu búp luôn. Chiều cao là 74. Tán ngang là 52. Mã số 18. 350k. Bao phí ship. Mã số 19 cũng là một cây 5 màu. 2 màu tuyết siêu bông và 3 màu lửa. Hình thân là 9. Chiều cao là 67. Tán ngang là 52. Mã số 19 em giao lưu cũng 350k. Bao phí ship. Mã số 20 cũng là một cây 5 màu. Hình thân là 11. Chiều cao là 74. Tán ngang là 45. Mã số 20 em cũng giao lưu một cây này là 350k. Phồm rất là tròn. Bao phí ship. Cây rất đẹp. Mã số 21 là một cây dưa hấu. Dưa hấu đỏ đang đơm búp luôn chị. Đang búp rất là nhiều này luôn. Nó nở rộ ra, nó xỏ xuống nhìn rất là đẹp luôn. Hình thân là 11. Chiều cao là 52. Tán ngang là 60. Mã số 21 này em giao lưu cây này là 250k. Chết chà, 270k. Xin lỗi, mã này là 270k, em bao phí ship. Cây phơm tròn rất là đẹp luôn. Mã số 22 cũng là một cây dưa hấu. Cây này lật thân quá anh chị. Đèn nở hoa này. Mới hé. Hình thân là 15. Chiều cao là 60. Cây rất là mượt luôn. Tán ngang 62. Mã số 22 này em giao lưu là 300k. Bao phí ship. Mã số 23 là cây tiểu Ấn Độ. Hoa lên. Hình thân là 13. Chiều cao là 85. Tán ngang là 57. Mã số 23 này em giao lưu là 400k. Phồn tròn quá anh chị em. Rất hoa. Tiếp theo là mã số 24 là cây tím tuyết siêu bông. Phải nói cái dòng này thì cực kỳ sai hoa. Hoa rất là đẹp luôn. Hoành thân là 15. Chiều cao là 60. Tán ngang là 62. Mã số 24 này em giao lưu là 350k. Bao phí ship. Mã số 25 cũng là cây tím tuyết siêu bông. Hình thân là 16. Chiều cao là 64. Tán ngang là 50. Mã số 25 này em giao lưu là 350k. Bao phí ship. Mã số 26 cũng là cây tím tuyết siêu bông. Hoành thân là 12. Chiều cao là 50. Tán ngang là 55. Mã số 26 này em giao lưu là 320k. Bao phí ship. Rực rỡ hoa quý anh chị. Mã số 27 cũng là cây tím tuyết siêu bông. Hoành thân là 15. Chiều cao là 65. Tán ngang là 48. Mã số 27 này em xin giao lưu là 350k. Bao phí ship. Cuối cùng là mã số 28. Cũng là một cây tím tuyết siêu bông.
Hoành thân là 13. Chiều cao là 52. Tán ngang là 52. Mã số 28 này em giao lưu là 350k, bao phí ship. Cuối buổi live em cảm ơn cô chú các anh chị, mong cô chú các anh chị ủng hộ shop em. Rồi, hẹn gặp lại em chị vào clip tiếp theo của nhà vườn chị Kiều nha. Chào Pháp Thái. Dạ.